Kính mời quý vị và các bạn đến với mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng mỗi ngày cuốn theo bụi đất gây ô nhiễm môi trường cùng tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu đang là thực trạng diễn ra nhiều năm nay trên tuyến đường tỉnh 204 đoạn qua huyện Khoái Châu. Không chỉ gây ô nhiễm, bụi bẩn mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân tại đây. Ghi nhận của nhóm phóng viên trên tuyến đường này. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được trên tuyến đường 204 đi qua các xã Liên Khê, Bình Kiều, Phùng Hưng và Hồng Tiến của huyện Khoái Châu. Chỉ trong khoảng 30 phút, hàng trăm chiếc xe tải, xe ben nối đuôi nhau chở vật liệu xây dựng không ngừng nghỉ. Xe trước vừa đi qua, xe khác lại tới, khiến cả một đoạn đường bụi phủ dày như sương mờ, kéo theo cả trăm hộ dân sống dọc ven đường bị ảnh hưởng. Rất là nhiều ạ, các ngày trong tuần lúc nào cũng chở hết ạ, kể cả buổi đêm, khiến cho người dân ở đây sống khá là khó chịu. Thứ nhất là tiếng ồn, thứ hai là đường đi nhiều khi là có nhiều cái xe ben nó đi không kiểm soát tốc độ ấy ạ, và dễ xảy ra các tai nạn. Em đang đi ở dọc cái mé đường này, còn đâu cái xe ben là nó cũng áp sát em, khiến cho em phải đi hẳn lên lề đường. Em suýt bị tai nạn với những cái xe đấy gây ra. Nói chung là xe chạy thì nó quá tải, chạy liên tục hết xe nọ, xe kia mà chạy thâu đêm luôn. Chúng tôi cũng đã đề nghị rất là nhiều rồi, thì anh em là cứ nói là xem để xử lý, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái gọi là để cải thiện. Đấy, các anh cứ nhìn này này, liên tục, xe liên tục và không có một cái lúc nào nó cũng ngớt cả. Cứ mỗi lần xe tải, xe ben đi qua, cả một đoạn đường bụi phủ dày như sương mờ. Không chỉ ô nhiễm bụi, nhiều đoạn đường còn có dấu hiệu hư hỏng xuống cấp. Đối với những nhà dân tại đây, cách tốt nhất là đóng kín cửa và trang bị những tấm vải hay tấm rèm để che chắn bụi. Còn đối với một số hộ kinh doanh buôn bán thì không còn cách nào khác là phải trang bị một chiếc xe rùa hay một chiếc xẻng để hàng ngày vệ sinh trước cửa nhà. Nhà tôi ở đây thì đã chứng kiến là xe cát, xe ben này đi lối đuôi nhau liên tục, gây nguy hiểm cho người dân đi lại, rồi hỏng hết cả khu vực đường Cống Ba Lô, Tiểu Quan này. Đấy, người nhà tôi cũng bị tai nạn và nhiều người bị đây đã phải ra hỗ trợ băng bó vết thương. Chúng tôi khổ lắm, bụi quá nhiều ô tô nó đi, thế mà mưa thì còn khổ nữa, mưa thì lầy lội này, kinh lắm. Sợ nhà này không làm thế nào được, mấy lần cửa mở nó vẫn cứ bụi được. Không chỉ gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, theo các hộ dân, nhiều xe phóng nhanh, vượt ẩu, trở thành hung thần trên đường. Qua sự việc tại đây, đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các xe vi phạm không che chắn thành thùng, làm vật liệu rơi vãi trên đường, gây bụi bẩn, mất an toàn giao thông.